Vâng ạ, chào mừng toàn thể chị em đã quay trở lại với kênh của Đồng Hồ Trung Kiên em mình nhé. Trong video ngày hôm nay lại giới thiệu cho anh chị em một siêu phẩm nữa em mình nhé. Và một cái dòng gỗ mà bên em trai rất ít lên sóng thì ngày hôm nay sẽ đưa lên cho anh chị ngắm em mình nhé. Một tác phẩm ngài đặt ma mối gỗ Hàm Long trên chất liệu là gỗ nu huyết long em mình nhé. Một dòng gỗ rất là giá trị để cho em mình cân đối mang về cho công dân của nhà mình. Các bác có thể thưởng tác phẩm này cho em trai một lượt. Và có thể là nói qua một chút về dòng gỗ nu huyết long em mình nhé. Những cái dòng gỗ nu thì các bác biết rồi thì đều là những cái dòng gỗ rất là giá trị, rất là quý hiếm của một cái dòng gỗ em mình nhé. Đấy, nu bức này của em trai là nu kín mít luôn, nu kín từ trên xuống dưới. Và em mình thấy cho em trai đây là phần chóp nu, bên ngoài là cái phần vỏ nu và sẽ chế tác lên, bên trong sẽ là mài gọt đi để cho nó lộ ra những bông hoa nu rất là đẹp và nu kín từ trên tác phẩm xuống dưới luôn em mình nhé. Và ngoài ra nu còn từ trước ra sau em mình nhé. Và một tác phẩm trên chất liệu gỗ nu huyết long này là một sản phẩm rất là giá trị em mình ạ. Dòng gỗ huyết long thì người ta có thứ nhất là rất là đẹp, thứ hai là cái tính chất gỗ nó rất ổn định, cứng em mình nhá. Dòng gỗ huyết long rất là cứng, em mình chơi nó sẽ hạn chế được cái việc cong vênh mối mọt của những cái dòng gỗ cho em trai. Và thứ hai nữa là gỗ huyết long nó có một cái ý nghĩa về phong thủy rất là lớn em mình ạ, mang lại rất là nhiều những cái điều tài lộc, mang lại rất là nhiều những điều tốt đẹp cho anh mình luôn. Và tại sao lại gọi là dòng gỗ huyết long ạ? Tại vì cái dòng gỗ này thì khi mà em sẽ đưa máy lại gần trước anh em mình nhá, em đưa máy lại gần trước thì cái dòng gỗ này khi mà anh em mình mang ra ngoài trời sáng đấy, mang ra ngoài ánh nắng hoặc là có một cái nguồn sáng chiếu vào thì các bác có thể thấy cho em trai là nó sẽ có thấu quang em mình nhá, nó sẽ có thấu quang. Các bác thấy cho em trai này, đây là em trai ở trong phòng live thì em trai có một cái nguồn sáng như này thôi. Khi mà các bác mang ra ngoài trời sáng thì các bác thấy cho em trai nó thấu quang ra. Cái dòng gỗ này nó sẽ đỏ rực lên em mình ạ, nó sẽ đỏ rực lên như là những cái dòng máu rồng thì người ta gọi đấy là huyết long em mình nhá. Đấy thì các bác có thể là thưởng lãm một siêu phẩm này cho em trai, rất là xứng đáng em mình ạ. Tác phẩm này thì cao là 59, ngang là 56 và sâu là 16 em mình nhá. Chế tác một tác phẩm ngài đạt ma múa võ rất là kênh bong, rất là tỉ mỉ như này cho anh chị mình luôn. Đấy, mang dòng chất liệu gỗ thì rất là quý hiếm rồi, cũng như là tác phẩm thì làm kỹ sắc nét cho em trai em mình ạ. Và bác nào đã quan tâm đến tác phẩm này thì em sẽ để cho anh chị một mức giá chi ân tại xưởng của bên em trai mình nhá, chỉ có 22 triệu đồng thôi mình ạ. 22 triệu đồng là các bác đã sở hữu một siêu phẩm rất đẹp như này rồi. Bác nào quan tâm đến tác phẩm này thì có thể là nhắn tin cho em qua đầu số hotline 0836776688 các bác nhá. Và cảm ơn chị đã theo dõi xuyên suốt video và hẹn gặp lại chị ở những video tiếp theo ạ.